Các bạn, bữa nay bây giờ mình tạm biệt Miami. Từ Miami bây giờ mình chạy xuống Key West. Thì bắt đầu chuẩn bị lấy xe đi. Trên con đường đi Key West luôn nha các bạn. Đây là cầu, nó nhiều cầu lắm, nhưng mà nhiều cái cầu dài. Nó có một cái cầu 7 mai đó, mà chưa biết cái cầu đó là cầu nào. Biển quá trời hai bên là biển, cái biển không à. Hai bên là biển, biển quá trời luôn, kéo dài lên bên kia luôn. Nhưng các bạn bây giờ vô chỗ là nó để all you can eat nha, seafood, mà không biết là nó bán đúng bữa nay hay không nha. Bây giờ mình đi vô xem. Rồi trong này con đường đây là trên con đường mình chạy từ ở Miami nó chạy đi xuống Key West đó, mà cũng gần tới Key West rồi, nằm chỗ này có con cá mập nữa nè. Bây giờ đi lên trên ăn chứ ha. Ở trên này nó nói là all you can eat mà không phải, mình phải gọi món mình ăn lên đây gọi. Giờ là biển cả rồi. Mình luôn. Thank you.
giống như mấy con siêu vậy. Lặn ở dưới rồi lâu lâu ấy, nó ngáp lên nó thở rồi này mama nè. Đây là con này. Lâu lắm. Nó lặn ở dưới lâu lâu nó thấy là nó thở. Có only one baby à. Daddy. Daddy. How you know daddy and mom? That's daddy and mom. I mean, how you know the daddy? Vui. Đây các bạn, có tiền mà tiền $1 nha. Đi ở một trời lấy một đồng treo lên. Watch out, em. Cá bự quá trời ha. Hello. Yeah. Ở đây có chủ nha các bạn. Yeah. Go down a little more. Man. Wow.
cá là cá từ ở biển luôn chứ không có mà nuôi đồ gì nha các bạn, hay nha, chạy ra biển được luôn á. Là biển nó chạy vô luôn á. Cái bè lão bự chưa? Rồi cái bè nè. Mấy cái bè lão bự dễ sợ luôn rồi. Cái bè là bè lão. Bè lão. Ồ, đúng cái đó. Ok, ở đây gà đi. Man, look down, it's scary, man. Oh my goodness. That might be it, that might be awesome. Oh my god, ký tên luôn. Ký tên. Để tên luôn hai người luôn. Đây là cái viết. Ký vô. Ok. Bữa nay ngày mấy ta? 30. 30 hả? Tháng 8, 30, 23. Thấy các bạn, thấy cái tờ tiền không? Thanh Châu. Thanh Châu tháng 8, 20, tháng 8, thank you. Tháng 8, 30 đây. Yeah. Bây giờ mình sẽ dán lên đây. Ngay cái cửa cho mình ở đây. Đây là các bạn. Các bạn, bây giờ mình đến Key West. Chỗ này nó là kêu Rain Barrel Hot Shop. Chỗ này nó có một cái con tôm chiều dài là 30 feet, cao là 40 feet nha. Con tôm này nó làm bằng fiberglass. Cái người là mình đọc ở trong tiểu sử kia, cái người làm cái con tôm này là làm 5 năm trời mới xong cái con tôm này đó. Đây là một con tôm hùm rất là to đó. Nó làm bằng fiberglass nha các bạn. Là từng tỉ mỉ, từng chút, từng tí luôn nha. Cái râu, mấy cái râu trên rất là dài, cho nên nó tới 40 feet lận. Đây là con đường mình đi Key West. Trên dọc đường thì sẽ ghé đây. Nếu các bạn nào có đi Key West thì sẽ ghé lại chỗ này, chụp hình, quay phim. Ở
trong này nó có cái gift shop. Đây nè, nó có chữ là made from fiberglass. She là 30 foot high, 40 foot long. Correct model, Florida Spring Lobster. P5-10. And it took 5 years to complete. 5 năm là mới xong cái con tôm đó. Gift shop. Trên đây là off village nha, lên cái nhà trên đó luôn thì đủ hết để bán. Bây giờ mình đi tham quan chút xíu. Thức một con ngon nhanh số 10 lớp tờ. Lớp tờ không tụ. Bạn nào đi Key West á, ghé vào cái tiệm thấy con tôm hùm trước mặt không? Rồi nó có cái quán nhỏ nhỏ ngay đây. Thì mình ghé vô mình ăn thử cái món này thử nha. Rất là ngon. Đây nè, lấy tim chim cá nữa. Đã. Tất cả anh chị và các bạn, hôm nay là tháng 8, ngày 29 đây, tháng 8, 2023. Mình đang đứng là Key West của tiểu bang Florida. Mình đang ở là khách sạn Hampton này nè. Vừa mới đến nhưng mà bị cơn bão Adadia nó đang đến thì nó sẽ vào Tampa, nhưng mà ở đây là cũng là cái Key West là bị ảnh hưởng, gió rất là lớn đó các bạn xem, gió rất là lớn. Bây giờ là gió là 3 mile/h, nhưng mà bà con ở đây người ta không có sợ, ở đây người ta không có sợ tại vì nó sẽ đi vô hướng Tampa chứ không phải hướng Key West, cho nên người dân ở đây người ta không có sợ. Mình có hỏi một số người ở đây, người ta nói đây là chuyện bình thường, cho nên mình cũng yên tâm mình ở đây một đêm. Ngày mai sẽ chạy lại kiếm chỗ khác ở chứ chắc không ở đây nữa. Ok, cảm ơn các bạn. Quay live cho các bạn xem nha. Để lấy cái phone quay live luôn. Hello các bạn. Bây giờ mình tạm biệt cái thằng Key West. Mình sẽ chạy về Naples. Bây giờ là ở đây đang ở khách sạn Hampton đây. Mình chạy về Naples nha các bạn. Ở đây là Key West. Hôm nay nó bị bão.
Beach, rồi lại bây giờ mình đi về lại Naples, khi mét về lại Naples nha các bạn. Còn một cọc xe lửa, còn cọc xe lửa mà bị gãy à, gãy nhịp à, gãy hai nhịp, hai nhịp, hai nhịp đầu, nhịp đầu thành cuối. Cái cầu này còn ngắn hơn đấy, vô trong chạy vô trong nữa là cái cầu cũng dài tới mấy mét nữa. Các bạn thấy không, cái cầu ở đây là cái cầu về lại đất liền lại của ở bên Key West á, về lại đất liền. Rồi bên đây là cái cầu cũ nữa. Cao về là tạo để tạo